Giờ đây, ngay cả những tướng dưới quyền cũng chống lại ông. Khi chuẩn bị tập trung tất cả những gì còn lại của quân đội Pháp để tiến vào Paris, họ từ chối tham chiến. Ngày 12 tháng 4 năm 1814, Napoleon cầm bút và xuống chiếu thoái vị. Buổi tối hôm đó, ông đổ hết lượng thuốc độc cũ vào một cốc rượu và uống cạn. Chất độc không thể giết chết ông. Ông sẽ phải sống để chứng kiến tất cả những gì ông từng đạt được bị tuột khỏi tay mình. Tàu chiến của Anh Quốc đưa Napoleon trục xuất ra khỏi đảo. Ở tuổi 45, ông đã có một đế chế và rồi đánh mất nó. Khi ông băng qua biển Địa Trung Hải, ông bắt gặp hình bóng của đảo Corsica. Một lời gợi nhớ cay đắng về sự vĩ đại mà ông đã vươn tới và sự đau đớn khi ông sụp đổ. Ông được trao một lâu đài tọa lạc cách bờ biển 30 mét. Dù vẫn được xem là một vị vua, đây dường như là pháo đài mà ông có thể sẽ phải sống phần đời còn lại. Vừa bị tước hết mọi cấp bậc và danh hiệu, giờ đây ông được phong tặng một danh hiệu là Hoàng đế đảo Elba. Nhiều tuần trôi qua, Napoleon bắt đầu thấy chán phải đóng vai hoàng đế ở đảo Elba. Ông không bao giờ rời mắt khỏi Pháp, nơi quân đồng minh đã ngu ngốc khôi phục ngôi vị cho một hoàng đế bốc bông tham vọng nhưng yếu đuối. Suốt 10 tháng, Napoleon quan sát và chờ đợi. Sau đó, ngày 26 tháng 2 năm 1815, ông bí mật rời khỏi đảo Elba với một toán lính trong tay, tránh một hạm đội tàu của Anh và Pháp. Sau khi mắc một sai lầm và gánh chịu hậu quả, con người thiên tài luôn biết cách đứng dậy bằng chính đôi chân của mình, ông nói. Ngay khi đặt chân lên đất liền, chỉ còn quân đội hoàng gia có thể cản bước Napoleon vào Paris. 6 ngày sau khi đặt chân lên đất Pháp, ông đối mặt với cả một trung đoàn lính bộ binh yêu cầu ông dừng bước. Napoleon tiến tới một mình và đối diện với họ. Hỡi quân lính, ông hô to, nếu có bất cứ ai trong số các người muốn giết đại tướng, giết hoàng đế đích thực của anh ta, thì ta đang ở ngay đây. Đột nhiên cả đội quân bắt đầu tung hô dữ dội. Đức vua vạn tuế! Đức vua vạn tuế! 2 tuần sau đó, Napoleon đã tiến vào thủ đô nước Pháp. Louis XVII đã bỏ chạy. Tin tức này đến tai người dân châu Âu như một tiếng bom. Quỷ dữ vẫn không đổi bản tính, các nước thù địch của ông lên tiếng. Cuối tháng 5, quân Anh và Phổ đã tập hợp 2 lực lượng lớn tại Bỉ. Trong khi đó, Áo và Nga đang trên đường tiến công. Hy vọng sống sót duy nhất của Napoleon là đặt vận may vào một canh bạc cuối cùng. Ông dự định tiến quân chia cắt quân Anh và quân Phổ, đồng thời đánh bại cả hai trước khi Nga và Áo tới kịp. Napoleon huy động một đội quân và tiến thẳng tới Waterloo. Số phận của Napoleon sẽ được định đoạt trên một đồng lúa mì và cỏ ba lá, dài 1,6 km, rộng 4,6 km. Ở phía bên kia chiến tuyến là vị tướng tiếng tăm nhất trong quân đội Anh, công tước Wellington. Ông là một người cao giáo, quyền quý, khá kiêu ngạo, khinh người và không có trí tưởng tượng phong phú cho lắm. Nhưng có ý chí tuyệt đối sắt đá, một thần kinh thép. Ông biết rõ quân đội của mình và biết họ cần gì, biết cách điều hành họ, và ông là một chuyên gia phòng thủ giỏi nhất. Wellington nắm giữ 68.000 quân,
nhưng ông còn trông đợi thêm 72.000 lính nữa. Đó là quân Phổ, do tướng Blücher von Schwarstein chỉ huy. Ước muốn lớn nhất của Blücher là bắt sống Napoleon và bắn chết ông. Với sự tiếp viện của Blücher và quân Phổ, Wellington sẽ có quân số gấp đôi Napoleon. Buổi tối trước khi trận chiến diễn ra, quân lính cả hai bên cố gắng chợp mắt dưới một trận mưa như chút nước. Sáng hôm sau, Chủ nhật ngày 18 tháng 6, lính cả hai bên đều ướt đẫm người. Cả chiến trường Waterloo cũng vậy, ngập trong bùn lầy. Khi mặt trời lên cao dần, công tước và lính Anh bắt đầu cầu nguyện cho bản thân mình. Nhưng Waterloo vẫn lặng như tờ. Gần 5 giờ trôi qua kể từ khi trời sáng, Napoleon vẫn chưa ra mệnh lệnh tấn công. Ông nói, ông còn chờ mặt đất khô đi, để ông có thể đưa đại bác vào chiến trường. Cuối cùng, vào 11 giờ 30 phút, những khẩu pháo của Napoleon bắt đầu khai hỏa. Chiến thuật của ông hết sức đơn giản. Người của Wellington chiếm giữ các căn cứ trên nền trang trại ở hai bên sườn và một toán quân phía trên đỉnh đồi chiếm giữ vị trí trung tâm. Để phá tan quân Anh, Napoleon không cần chiến thuật cao tay nào. Ông bất chấp rủi ro và tấn công trực diện. Ông càng muốn tấn công Wellington ngay lập tức, càng nhanh càng tốt. Ông ta nghĩ Wellington sẽ bỏ của chạy lấy người. Sau đó ông sẽ chuyển hướng đập tan Blücher. Không lâu sau buổi trưa, Napoleon huy động một lượng lớn chủng pháo có sức công phá lớn nhất. 74 khẩu pháo đại bác liên thanh bắn vào trung tâm của Wellington. Nhưng Wellington đã ra lệnh cho quân lính ẩn nấp sau đỉnh đồi, nơi họ cố thủ vượt ngoài tầm với của những khẩu đại bác. Châm ngôn chiến đấu của Napoleon là không bao giờ tấn công kẻ nào trong tư thế sẵn sàng. Nhưng lúc này ông không có lựa chọn khác. Ông buộc phải loại Wellington khỏi chiến tranh. Lính của Napoleon tấn công, quân Anh đáp trả và kéo quân Pháp vào hỗn loạn. Quân Anh chiếm vị trí thuận lợi hơn ở trên đỉnh đồi, và hơn thế nữa, Napoleon đã tiến công trực diện. Đó chưa hẳn là tự sát, nhưng sẽ dẫn đến tổn thất quân số lớn. Trong khi hàng ngũ lính bộ binh tan rã, tin xấu tiếp tục đến tai Napoleon. Quân Phổ chia một nhánh khác, tiến tới và sắp đến chiến trường. Napoleon giờ buộc phải đập tan cánh quân giữa của Wellington ngay lập tức. Napoleon bắt đầu không thể kiểm soát được thế trận. Quân Anh bắn hạ từng người một. Tướng ngã xuống, rồi lính cũng ngã xuống. Và rồi tai họa lại ập xuống. Quân Phổ đã tới chiến trường. Quân Phổ lúc đó đúng là như một giọt nước làm tràn ly. Napoleon buộc phải kéo quân từ tuyến giữa để đối phó với quân của Blücher. Blücher đã thắng trận. Nếu Blücher không xuất hiện đúng lúc, tôi nghĩ chưa chắc Wellington đã thắng được. Một quyết cục tuyệt vời đến khó chịu, Wellington nói. Cú chạy nước rút hoàn hảo nhất ta từng thấy trong đời. Cuộc chiến kéo dài chưa đầy 12 giờ. Chỉ trong một buổi chiều ngày Chủ nhật, giữa chiến trường ngập trong bể máu với người chết và bị thương, Napoleon cố công thúc giục lính của mình nhưng vô ích, và ông quay lưng tháo chạy khỏi thảm cảnh trước mặt. Ngày 22 tháng 6 năm 1815, 4 ngày sau trận Waterloo, ông thoái ngôi hoàng đế lần thứ hai. Không còn hy vọng chạy trốn nữa, ông đặt mình vào quyền sinh sát của Anh quốc. Ông nói rằng ông hy vọng được an nghỉ trong một căn nhà khu vực nông thôn gần London. Người Anh đã khiến ông thất vọng.
ông lại bị trục xuất ra đảo. Lần này, họ chắc chắn rằng ông không có cơ hội để quay lại. Họ cho ông một toán quân trung thành đi theo và chọn một vùng đất hẻo lánh xa xôi nhất trên nước Pháp, một đảo núi lửa ở Nam Biển Đại Tây Dương, một trong những nơi hẻo lánh nhất trên trái đất. Đó là đảo Saint Helena, từng là kẻ thống trị hầu như khắp châu Âu. Giờ đây, Napoleon thấy mình ở giữa một hòn đảo dài 16 km, rộng 9,6 km. Thật tuyệt nếu được ngủ và không mở mắt dậy trong một hoặc hai năm, ông nói. Ở Elba, ít ra ông còn là một hoàng đế. Còn ở Saint Helena, ông là một tù nhân canh giữ bởi 2.000 lính và hai tàu tuần tra vòng quanh đảo suốt 24 giờ. Tháo đài cuối cùng ông ngự trị là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, từng là một chuồng nhốt gia súc. Napoleon sống trên đảo Saint Helena 5 năm rưỡi. Ngày 5 tháng 5 năm 1821, ông chết. Trên mộ ông có ghi: nước Pháp, quân đội, chỉ huy quân đội, Josephine. Năm đó ông 51 tuổi. Ông đã kết thúc cuộc đời mình và đi vào huyền thoại của cả thế giới. Đảo Saint Helena, vương miện cuối cùng của ông, chạm dừng chân cuối cùng của Napoleon. Mọi thứ trên trái đất này sẽ sớm bị lãng quên, Napoleon nói, trừ những lý tưởng mà chúng ta sống đã in dấu trong lòng lịch sử.